Xin chào các bạn, tôi là Bình Peter và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi sẽ giúp cho các bạn cái cách xử lý cái đàn piano của chúng ta, đàn piano cơ nhé. Khi bị ẩm thì chúng ta phải xử lý thế nào? Thì đầu tiên chúng ta muốn xác định được độ ẩm như nào thì chúng ta có thể dựa vào có thể là các thiết bị điện thoại thông minh bây giờ thì nó có cái ứng dụng thời tiết đó. Thì chúng ta mở vào đó thì sẽ xem được là nhiệt độ, độ ẩm đó. Thì cái này rất là tiện và ai cũng có rồi đúng không ạ? Thì hoặc là có một cách khác là chúng ta sử dụng một cái ẩm kế như này. Thì cái hoạt động của ẩm kế này thì nó sẽ có hai cái số đo. Một cái kim, đây số đo này là đo nhiệt độ. Chúng ta thấy là khi mình nhiệt độ nó ở cái màu xanh lá cây này, thì nó sẽ là mức thuận tiện, nhiệt độ thuận tiện cho cơ thể chúng ta. Đấy. Rồi khi mà nó chuyển sang màu này, tức là kim nó hạ về phía bên trái này, thì nó thời tiết lạnh đó, còn bên này là nóng đó. Rồi ở bên dưới thì chúng ta có một kim chỉ độ ẩm, cái này thì nó sẽ có chỉ độ khô, độ thuận lợi và ẩm quá đó. Thì là chúng ta lưu ý là khi mà nó ở cái kim mà nó chuyển ở, nó chỉ về cái khu vực màu xanh lá cây này thì nó sẽ là thuận tiện nhất rồi, là cái điều kiện lý tưởng để cho mọi cái thiết bị nó hoạt động tốt đó. Và cái cách hoặc là chúng ta có thể dựa vào cái cảm nhận tự nhiên của chúng ta theo kinh nghiệm sống ấy, thì chúng ta khi mà thấy các đồ vật trong nhà mà nó thấy nó toát ra những mồ hôi, nó hơi dính, hoặc là trên nền nhà nó hơi dính, thì tức là cái độ ẩm nó cũng khá là cao đúng không ạ? Đó thì chúng ta có thể dựa trên các cách đấy để chúng ta nhớ cắm ống sấy cho cây đàn của chúng ta này. Hoặc là khi mà nó quá là ẩm rồi thì chúng ta có thể sử dụng máy hút ẩm trong một phòng, hoặc là bật điều hòa lên đó. Thì cái ống sấy của chúng ta, ống sấy thì nó sẽ được cắm trong đàn đúng không ạ? Và cái cơ chế hoạt động của nó như nào thì cái này thì ở tất cả các cửa hàng khi chúng ta mua đàn thì đều có được lắp kèm rồi. Thì nếu mà trong trường hợp mà quả nhà bạn nào mà cửa hàng người ta quên không lắp thì chúng ta có thể qua Pianofan, chúng tôi cũng có cung cấp đó. Thì cái này nó có một cái đường ống này đấy, ống để dẫn nhiệt trong này, và có một đường dây để dẫn ra. Cái cơ chế hoạt động của nó thì nó sẽ được cắm vào điện 220V, rồi là nó sẽ ấn từ từ lên, ấn từ từ lên, không nóng nhanh như kiểu bàn là đâu ạ. Ở trên đầu của nó thì sẽ có một cái dơ le nhiệt tự ngắt, nó sẽ ngắt ở nhiệt độ 40 độ đó. Thế nên chúng ta để cắm một thời gian nó lên đủ nhiệt độ thì nó sẽ tự ngắt đó. Rồi thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem cái cách nó lắp ở cái ống sấy ở một cây đàn thì nó sẽ như nào nhé. Đây chúng ta có thể nhìn cây đàn đằng trước của tôi. Đây là một cây đàn ngoài dòng Kreyerbeer. Ở cây đàn này thì chúng ta lưu ý về cái vị trí lắp của nó, cũng như là cách lắp làm sao cho đúng. Thì tại Pianofan của chúng tôi thì chúng tôi sẽ lắp gồm có cái đỡ của nó, cái chân đỡ, chân vít của nó vào nắp thùng đàn bên dưới này, ở bên giữa bên dưới của cái đàn này. Thì chúng ta sẽ thấy một cái nấc để chúng ta mở ra. Đó, khi mở ra thì nếu mà lắp đúng thì sẽ lắp vào cái mặt này, nó sẽ có cái chân đây. Đó. Và đây là đường ống dẫn ra. Đó, nó được vít vào như này. Tại sao phải vít vào như này? Bởi vì một số cửa hàng thì người ta không có lắp như này mà người ta buộc dây thép thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái âm thanh, khi mà cái tần số âm thanh nó rung á thì buộc dây thép nó sẽ rung và tạo ra những cái âm thanh không được chính xác, làm cho chúng ta gọi là thêm những cái tạp âm vào, nó không được chính xác. Đó, thì cách mà chúng ta lắp là chúng ta lắp vào đây. Đó. Vâng, và vừa rồi là cái cách để chúng ta nhận biết cái độ ẩm ngoài không khí, và cách để chúng ta biết được là cây đàn chúng ta được lắp ống sấy ở vị trí nào. Rồi là nếu trong trường hợp mà cửa hàng người ta quên, người ta khi bán cho mình người ta quên không có cung cấp, hoặc là người ta quên khi đến lắp ráp không cắm điện cho mình ấy, thì mình biết cách mở ra để mình cắm điện vào. Và trong trường hợp nếu mà các bạn cắm một lúc rồi, các bạn phải kiểm tra sờ thử vào cái ống đó xem là nó có ấm không.
thì khi nó nếu mà nó ấm lên thì là hoạt động ok bình thường. Còn nếu mà thấy nó vẫn lạnh thì tức là cái ống sấy đó đã bị hỏng. Thường thường thì cái này nó sẽ rất là bền, khoảng vài năm là bình thường. Nhưng nếu mà do không may mà các bạn gặp phải cái ống sấy nó bị hỏng rồi thì các bạn có thể qua tại Pianofun. Chúng tôi có cung cấp cả ống sấy và ống kế, và trong bên dưới video tôi sẽ để đường link để các bạn có thể đặt mua tại Pianofun được. Đó. Các bạn lưu ý là cái khi mà điều kiện lý tưởng như vậy thì cái đàn của chúng ta nó mới bền được. Nó tại sao mà những cái bàn đàn mà nó có độ bền hàng trăm năm là như vậy thì nó phải giữ ở trong các cái điều kiện lý tưởng thì nó sẽ là bền. Còn nếu mà khi mà ẩm thấp quá thì nó sẽ dẫn đến là kích thích cái sự hoạt động của vi khuẩn, nó sẽ làm cho cái sự oxy hóa hoặc là co giãn nó không như bình thường nữa, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng nhanh hỏng. Và cuối cùng tôi xin chúc các bạn biết cách để bảo vệ cái đàn của mình tốt nhất. Xin cảm ơn.